Ngày 7 tháng 1 năm 2021, Bảo hiểm xã hội huyện Cam Lộ tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết 21 NQTU và triển khai kế hoạch phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2021-2025. Sau khi có nghị quyết 21 NQTU của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020, các cấp ủy chính quyền địa phương đã tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền thực hiện. Số lượng người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế liên tục tăng hàng năm. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là 44.742 người. Công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 83.737 triệu đồng. Công tác chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội được giải quyết kịp thời, đầy đủ và thuận lợi cho các đối tượng. Thời gian tới, huyện Cam Lộ tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế gắn với việc thực hiện nghị quyết 21 và nghị quyết 28 của Ban chấp hành Trung ương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Các cấp ủy đảng cần tích cực vào cuộc, quyết liệt hơn, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan bảo hiểm xã hội và các tổ chức đoàn thể, tăng cường thanh tra kiểm tra và xử lý nghiêm minh đối với những vi phạm, tập trung phát triển đối tượng tham gia, giải quyết đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách, đảm bảo quyền lợi cho người lao động và người dân tham gia thụ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.